động động đình tinh tinh xưa đi thủy quốc động đình để tam thái tử giáng sinh đền rồng chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng thỉnh Phật tuyên kinh cung nghinh đỉnh thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng cao hơn bộ bá thí cô hồn
Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc ghế quan ngồi là ngôi quan ngự, quyền quan phép quan, quan về quan giáng đền giáng phủ chấp cờ giấy lá sớ trên quan thượng tấu đế đỉnh dưới quan hạ trình năm cung. Có nhờ mấy các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ Nguyễn được lộc tài tiến hưng khang vật thịnh, cả uốn các tiểu hiếu thảo trang ngoan học giỏi. Trong chốn gia trung được trên thuận dưới hòa, mạnh khỏe bình an, có ngân có xuyến thì trên lo việc thánh dưới gánh việc gia trung nhỉ. Quan lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự, ban khen ban thưởng cho các quan thầy pháp sư, cho các đồng quan lính thánh, đồng anh lính chị, tay quỳnh tay quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát. Con ban khen cho bách gia trăm họ lộc, nhà nào nhà đấy thế, bách gia trăm họ nhất tâm cửa anh em ta thì không sợ thiếu cái chi. Cầm túi võ tổng lượng thao võ tổng lượng thao bập sung sung vào tổ bắt dâm bà
đồng tử theo vào Tô Vương phụ già Đức Mẫu. Biến hóa vô Nghệ An thượng Hà Đại Giang, giao thần thơ tàn biến tam đạo, truyền chữ quân nhìn đảo tiên phong, tiếng chim kêu cờ Phật trống rong, bè sau thuyền trước giữa dòng lênh đênh. Bốn phương Sa Loan